Hello, xin chào mọi người, mình là Kelly đây. Hôm nay mình đi uống cà phê sáng ở Starbucks. Sáng sớm thì khách ở đây, không biết hôm nay ngày gì mà đông quá trời. Đó, các bạn thấy không? Không khí rất vui. Nhân viên pha chế rất là bận rộn nha. Mình đứng đây đợi khá là lâu mới tới lượt cà phê của mình ra. Đó, đó thấy không? Đây là món ăn trưa của mình. Sau khi uống cà phê thì ngồi một chút chơi một chút. Rồi sau đó mình sẽ ăn ở Taco Bell. Đó, cái bánh bên trong là trứng và bacon, thịt ba rọi. Trứng và thịt ba rọi xay bằm nhuyễn. Đó, cái này là tiệm Taco Bell, tiệm đồ ăn mễ. Đây là ly cà phê mình uống còn đang dở lúc sáng. Uống cà phê nóng quá cho nên nổi mụn tùm lum à. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình, theo dõi video của mình. Nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thank you. Pull down the surprise.